Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Trong cái video này, Ngọc xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến gian lận tiền thật cấp thất nghiệp. Ở đây Ngọc không có muốn chia sẻ nhiều về gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp, nó đau đầu lắm quý vị, nhưng mà Ngọc muốn chia sẻ cái thông tin này để chúng ta hãy cẩn thận, tránh cái trường hợp là những cái thông tin cá nhân của mình bị đánh cắp, rồi người ta dùng vào những cái mục đích là gian lận, rồi mình bị vả lây, thú vị. Cho nên là Ngọc muốn chia sẻ những cái thông tin này. Ở đây một cái điều mà người ta làm một cái chuyện mà Ngọc nói là hết chuyện rồi. Đi ăn cắp cái danh tính của một vị thống đốc và những cái quan chức ở tiểu bang này để mà họ khai báo tiền trợ cấp thất nghiệp. Và bởi vì không có phải cái người mà đi khai báo là không có phải những cái người mà có tên trong cái hồ sơ đó vậy, cho nên là họ nhận tiền nhưng mà phải tiền này có họ của họ đâu. Rồi ông thống đốc của tiểu bang này á lại nhận một cái lá thư nói là ổng xin tiền trợ cấp thất nghiệp vậy nó mới mệt chứ. Cho nên là Ngọc muốn chia sẻ. Và một cái điều thứ hai nữa Ngọc muốn chia sẻ đến việc là một số nước hiện giờ người ta có những cái thông tin là cho rằng những cái nước này họ đang ăn cắp cái vaccine IP, cái vaccine mà ngừa COVID-19 của Mỹ á, thì họ đang ăn cắp những cái thông tin này. Thì Ngọc cũng muốn chia sẻ những thông tin này. Trước hết á, Ngọc muốn chia sẻ cái thông tin liên quan đến cái việc mà họ ăn cắp danh tính. Ở đây ăn cắp danh tính bất cứ ai cũng là gian lận hết quý vị. Nhưng mà điều Ngọc muốn nói ở đây là ăn cắp danh tính của một người thống đốc và những cái người cabinet của cái tiểu bang này, tức là những cái người quan chức lớn ở tiểu bang này. Thì hiện giờ người ta rơi vào cái trường hợp là gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp. Gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp nói nhưng mà tiểu bang nào cũng bị dính hết á. Cali thì hôm bữa trước Ngọc chia sẻ là người ta thất thoát khoảng đâu là 1 tỷ đô la Mỹ vào cái gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp, sau đó họ thu hồi được một số ít. Nhưng mà hiện giờ bởi vì cái gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp rất là nhiều hồ sơ của những cái người mà người ta khai thật rồi người ta bị treo bởi vì bị nghi ngờ, rồi có những cái trường hợp là bây giờ người ta rà soát thông tin kỹ quá mà mình khai sai một chút đi, mình cũng bị chờ, bị treo, bị pending hoài. Đó quý vị, nó bị ảnh hưởng, những cái người vô tội bị ảnh hưởng lây luôn. Thì bây giờ Ngọc muốn chia sẻ chiếc cái này cho quý vị nè. Khi mà quý vị nhận được một cái tin nhắn, nhận được một cái email, nhận được một cái dòng thư nào, dòng thư email hoặc tin nhắn, hoặc là người ta gọi điện thoại tới cho mình và người ta yêu cầu mình là cung cấp cái số social, cung cấp cái địa chỉ nhà, cái bank account information, rồi tất cả những cái thông tin gì mà liên quan đến cái thông tin cá nhân của mình, đừng có cho người ta mà không có hỏi là người ta là ai, cần những cái thông tin này để làm gì và vì sao, hả quý vị? Thì khi mà những cái người lừa đảo á, mà gọi vô Ngọc là Ngọc biết là người ta giả đò là ô, bị IRS gọi, rồi nếu như mà không làm những cái điều này thì bạn sẽ bị kiện đồ này nọ đó quý vị, có những cái thông tin đó thì Ngọc không tin. Thứ nhất là Ngọc cúp máy, thứ hai là Ngọc sẽ hỏi những cái câu hỏi để người ta có thể là người ta tự rút lui đi. Cho nên là những cái thông tin này quý vị hãy ngừng lại, đừng có vội vàng. Người ta nói là nếu như mà anh chị cung cấp những cái thông tin này thì ngày mai sẽ nhận được 5.000 tiền trợ cấp thất nghiệp hay là bao nhiêu đó, bởi vì người ta đánh vào cái sự cả tin của mình và cái nhẹ dạ của mình, cho nên là hãy stop, ngừng lại. Và nếu như mình không có rành tiếng Anh, hãy nhờ những người khác người ta dịch giùm mình, hoặc là dùng Google Translate, hoặc là bây giờ mình suy đi nghĩ lại, để tối ngủ suy nghĩ đã rồi ngày mai điền cũng được, không có sao không quý vị. Đó, cho nên là phải coi thử trong đó nó gửi cho mình là đúng tên mình hay không, đúng địa chỉ của mình hay không, đúng cái công việc mà mình đang đang làm hay không. Ví dụ như là mình hồi giờ mình không có bị thất nghiệp mà tự nhiên có một cái lá thư gửi về liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp thì mình cái đó không phải là mình đâu, nó không liên quan gì đến mình. Rõ ràng là người ta có những cái thông tin về về mình để người ta làm những cái việc này. Cho nên là khi mà các bạn gửi cái thông tin cá nhân của mình, đặc biệt là cái số social, những cái personal sensitive information, thì các bạn thường á, Ngọc gửi vào một cái đường link OneDrive xong rồi Ngọc gửi cho người ta, chứ Ngọc không có gửi thẳng qua email hoặc là tải lên Facebook messages. Những cái thông tin này Ngọc không, đặc biệt không làm như vậy. Quý vị cẩn thận nha. Đừng có làm, bỏ đi, delete hết những cái tin nhắn, đừng có email, bởi vì chính phủ Mỹ người ta không có liên lạc bằng nghệ đâu vậy. Người ta hoặc là liên lạc thẳng qua cái hồ sơ của mình, hoặc là liên lạc bằng cái thư qua đường bưu điện.
chứ người ta không có nhắn tin gì gì đó mà yêu cầu người mình điền cái số social đâu, quý vị không có cái chuyện đó đâu. Thôi cho nên quý vị cẩn thận nha. Đó, đây là thống đốc của tiểu bang Massachusetts, ông Charlie Baker. Thì ông nói rằng trong cái đoạn video này, ông nói á là người ta gửi thư về nhà cho ông liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp. Và ông nói là cái thông tin cá nhân của ông bị đánh cắp, và cái cabinet của ông, tức là những cái người là bộ trưởng, gọi là những trưởng trưởng của những cái bộ phận của tiểu bang á, là cũng bị những cái thông tin này luôn. Đó, quý vị thấy không? Và ở Massachusetts á, là người ta thu về khoảng 224.000 đô la Mỹ từ 171.000 hồ sơ gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp. Những cái con số này là Ngọc làm tròn nha. Đó, cho nên là quý vị thấy cái tiền gian lận từ cái tiền trợ cấp thất nghiệp á, là nó hao hụt cái ngân quỹ của tiểu bang nhiều lắm. À, cho nên là hiện giờ người ta rõ ràng là người ta thông báo là cái bên mà Attorney General của tiểu bang Massachusetts, bà đã thông báo cái điều này, và bốn người này liên quan đến cái việc gian lận tiền trợ cấp thất nghiệp này á, họ đang bị điều tra và người ta đi đi quy vào những cái tội nhiều lắm quý vị. Đó, bởi vì người ta ăn cắp tới là 170.000 đô la Mỹ qua nhiều năm chứ không phải là một năm nay đâu quý vị, qua nhiều năm như vậy. Thì đó là những cái thông tin để mình rút kinh nghiệm nha quý vị. Ngọc không có đi chi tiết sâu về những cái tội phạm rồi bị bao nhiêu hay là tòa xử như thế nào, Ngọc không có đi sâu, chỉ là nhắc nhở quý vị là hãy cẩn thận với những cái thông tin mà mình đưa ra trên mạng, hoặc là những người lạ, hoặc là những cái thông tin mà đặc biệt là số social, đừng có cho nha quý vị, đừng có cho. Chỉ khi nào mà mình đi làm nhà băng rồi những cái rồi mua nhà thuê nhà vân vân thì quý vị đưa ra được, nhưng mà cẩn thận khi mà đưa qua email thì quý vị có nhiều khi tụi hacker nó thấy, nó lấy được cái thông tin của mình đó, cẩn thận nha. Rồi có một cái thông tin nữa Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, khi mà Ngọc đọc bài báo này á thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị, hiện giờ cựu giám đốc CISA, tức là cái bộ phận này nó thuộc Bộ Nội an ha, đa CISA là giống như là cái bên mà người ta bảo bảo mật thông tin là cyber security đó quý vị. Đó thì hôm nay là ngày Chủ nhật, người ta thông báo rằng hiện giờ các đối thủ tại một số nước đã cố gắng ăn cắp tài sản trí tuệ liên quan đến COVID-19 vaccine. Đó là những nước như là Nga, China, Iran và Bắc Triều Tiên, tức là North Korea. Đó là họ đang có những cái hành vi cố gắng ăn cắp tài sản trí tuệ liên quan đến cái vaccine COVID-19. Quý vị biết là cái vaccine này nó vừa quý mà vừa hiếm nữa. Số lượng nó ít, mà cái vaccine này hiện giờ chỉ có một nước UK, nước Anh á, là hiện giờ người ta mới được chuẩn thuận từng rồi, và tuần tuần tới nè, người ta bắt đầu người ta triển khai. Nhưng ở Mỹ hiện giờ người ta đang chờ cái cuộc điều trần, cái hearing của FDA để người ta có thể đưa ra cái quyết định là chuẩn thuận cấp phép cái việc sử dụng khẩn cấp của cái vaccine do công ty Pfizer cũng như là công ty BioNTech người ta nghiên cứu và người ta trình lên, người ta xin cái FDA người ta cấp phép á. Thì tuần tới chúng ta sẽ biết cái kết quả sẽ như thế nào, chúng ta cùng nhau chờ đợi ha. Thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Nếu như quý vị thích những cái thông tin Ngọc chia sẻ, hãy ủng hộ Ngọc bằng cách like, share và nói kênh quý vị nha. Và nếu như quý vị muốn mở tài khoản ở công ty Webull để nhận 4 cổ phiếu miễn phí, tháng này được 4 cổ phiếu quý vị, tháng trước thì người ta cho ít hơn, tháng này cho nhiều hơn. Sau khi mở tài khoản, quý vị deposit 100 đô vào thì quý vị sẽ nhận được cổ phiếu miễn phí, và cái 100 đô này quý vị có thể chuyển ra, không có sao hết. Còn muốn mua bán thì quý vị tìm hiểu thêm về thị trường chứng khoán Mỹ rồi mua bán ha. Ngọc xin cảm ơn và chúc sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye nào.